Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích được triệu duyên bởi thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng có mong muốn có được cuộc sống sung sướng, giàu sang. Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió. May mắn chỉ đến vào những thời điểm nhất định mà chúng ta nên biết để nắm bắt. Theo thầy Sa Cát luận đoán về lá số tử vi của 12 con giáp, đúng ngày 21 tháng 9 cũng là lúc kết thúc vận xui. Con giáp này gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp, sự nghiệp lên mây. Trong ngày này, các bạn nên lập kế hoạch mới, chuẩn bị đón lấy cơ hội, đổi đời giàu sang, giúp cuộc sống có nhiều suôn sẻ hơn. Dù còn một vài điều chưa vừa ý, nhưng các bạn vẫn sẽ giải quyết một cách êm đẹp. Để biết mình có nằm trong top 1 những con giáp may mắn trên hay không, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay không ai khác là những người tuổi Ngọ. 1. Tuổi Ngọ. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, cục diện tam hợp xuất hiện có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp. Nhờ đó mà nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp con giáp này thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Sau bao lâu chờ đợi, cơ hội tốt đến với mình. Cuối cùng, con giáp này đã nhìn thấy được thời cơ tuyệt vời để vươn lên. Đây là thời gian tuyệt vời đối với vận trình công danh của tuổi này. Với những ai đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn thì cũng rất lý tưởng để hiện thực hóa kế hoạch ấp ủ của mình. Hãy lắng nghe lời khuyên từ những người đã có nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp con đường bạn đi thuận lợi hơn. Nhờ ngũ hành tương sinh, tình yêu chân thành của con giáp này đã khiến người ấy dần cảm nhận được và hồi đáp. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Chính vì thế mà những mâu thuẫn, xung đột cũng dần ít đi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay, ngày 21 tháng 9 âm lịch. Con giáp may mắn tiếp theo là những người tuổi Tuất. 2. Tuổi Tuất. Nhờ tam hợp đứng bóng, thời gian này, công việc của người tuổi Tuất tuy nhiều và áp lực, nhưng mọi thứ diễn ra khá thuận lợi khi bản mệnh được cấp trên tin tưởng và giao cho những trọng trách to lớn, cũng như được đồng nghiệp giúp đỡ. Ngày này, ngay cả kinh doanh, buôn bán cũng khởi sắc. Con giáp này nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó, bởi tỷ lệ thành công khá là cao. Lợi nhuận rủng rỉnh càng khiến bạn thêm kiên định về lựa chọn ban đầu của bản thân. Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng êm ấm. Bạn và người ấy đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, đừng giận hờn vu vơ khiến cả hai mệt mỏi. Người độc thân chưa có nhiều thay đổi, nhưng bạn cũng không quá sốt sắng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Hợi. Đón cát khí từ cục diện lục hợp. Người tuổi Hợi tha hồ đón cát khí từ cục diện lục hợp, người tuổi Hợi tha hồ đón toàn niềm vui tới trong ngày hôm nay. Vận trình tình duyên khởi sắc rực rỡ, người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình vào lúc mà không ai ngờ nhất. Tình yêu đôi lứa trải qua bao nhiêu sóng gió, thử thách càng mặn nồng và khăng khít hơn. Phương diện tài chính cũng khởi sắc, con giáp này nên tận dụng thời cơ để cầu tài cho mình, tiến hành những kế hoạch quan trọng như mở rộng quy mô kinh doanh hay khai trương, mở cửa hàng, tranh thủ may mắn đang có. Công việc cố định cũng đang rất suôn sẻ, thuận lợi hơn trước đó. Bạn tìm thấy niềm vui trong công việc hiện tại. Những điều trước đây cảm thấy khó khăn thì giờ không còn nữa, áp lực không còn đè nặng lên đôi vai bạn như trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Dần. Phân tích lá số tử vi của những người tuổi Dần cho thấy, thực thần sẽ mang tới cho người tuổi Dần những cơ hội kiếm tiền, làm ăn thuận lợi trong ngày này.
bản mệnh thu về một khoản không nhỏ cho mình. Tuy nhiên cũng đừng để tiền nằm yên một chỗ mà nên có kế hoạch đầu tư hợp lý để mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn. Cũng trong ngày này, những người làm việc liên quan tới sáng tạo thì sẽ có thêm những cơ hội tốt để phát huy năng lực của mình, đặc biệt là những người đang theo đuổi đam mê về nghệ thuật. Cách tiếp cận công việc khác biệt sẽ giúp bản mệnh tạo sự ấn tượng trong vận trình sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay có dấu hiệu đi xuống. Mộc khí vượng nhắc nhở con giáp này nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe bản thân và các thành viên trong gia đình, thăm khám sức khỏe định kỳ để loại trừ nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết như sau, tuổi Giáp Dần 1974 Thủy có cơ hội kiếm tiền, làm ăn thuận lợi. Tuổi Bính Dần 1986 Hỏa nên có kế hoạch đầu tư hợp lý. Tuổi Mậu Dần 1998 Thổ có cơ hội để phát huy năng lực của mình. Tuổi Canh Dần 1950 Mộc tạo ấn tượng nhờ cách tiếp cận công việc mới. Tuổi Nhâm Dần 1962 Kim sức khỏe có dấu hiệu đi xuống. Năm tuổi Mùi nhờ chính quan tương trợ, tuổi Mùi có thể thoải mái phát huy năng lực như cá gặp nước trong lĩnh vực công việc bản thân đang theo đuổi. Bạn luôn biết cách làm việc linh hoạt và xoay chuyển tình thế tùy theo hoàn cảnh, không mấy khi lúng túng. Có thể nói, đây là một năng lực đặc biệt của bạn bởi không phải ai cũng có khả năng ứng biến với những tình huống bất ngờ xuất sắc như vậy. Hãy tận dụng ưu điểm này của mình để gây ấn tượng với cấp trên, giúp đường tiến thân càng thêm rộng mở. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến bản mệnh và người ấy dễ xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với đối phương và im lặng đang là cách mà bản mệnh muốn duy trì trong mối quan hệ của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau, tuổi Ất Mùi, Kim, thoải mái phát huy năng lực như cá gặp nước. Tuổi Đinh Mùi, Thủy, biết cách làm việc linh hoạt và xoay chuyển tình thế. Tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, có khả năng ứng biến với những tình huống bất ngờ. Tuổi Tân Mùi, Thổ, tận dụng ưu điểm để gây ấn tượng với cấp trên. Tuổi Quý Mùi, Mộc, dễ xảy ra mâu thuẫn tình cảm. 6. Tuổi Dậu. Trong ngày được chính ấn đồng hành, công việc của người tuổi Dậu đang diễn ra rất hanh thông, thuận lợi. Con giáp này may mắn được quý nhân trợ mệnh nên không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh. Trong ngày này, quý nhân sẽ giúp bạn thêm phần tự tin và kiên định, từ đó bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt, mang lại kết quả khả quan như mong đợi. Nhìn chung ngày này, Dậu sẽ có cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến vị trí tốt hơn trong tương lai. Chuyện tình cảm không có quá nhiều biến động, thời gian này mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy vẫn giữ được sự ổn định. Tuy vì bận rộn nên con giáp này không có nhiều thời gian dành cho nửa kia, yêu thương nhưng vẫn cố gắng quan tâm để người ấy không cảm thấy tủi thân hay cô đơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Dậu 1945 Thủy, công việc diễn ra rất hanh thông, thuận lợi. Tuổi Đinh Dậu 1957 Hỏa, quý nhân trợ giúp khắc phục vấn đề phát sinh. Tuổi Kỷ Dậu 1969 Thổ, thêm phần tự tin, đưa ra quyết định đúng đắn. Tuổi Tân Dậu 1981 Mộc, có cơ hội thể hiện bản thân và dễ thăng tiến. Tuổi Quý Dậu 1993 Kim, chuyện tình cảm không có quá nhiều biến động. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 21 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé!
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.